tôi sẽ cùng các bạn sử dụng cái vỏ non phế liệu này để làm cái con chuột, tắt những con chuột trong gia đình, phá hại rồi là cũng như là phá hại những đồ vật trong gia đình của mình. Bây giờ tôi bắt đầu công việc. Đây con tôi đã phá lỗ rồi. Thank you.
đây tôi dám ngồi vào đây nhé. Đây là mồi nhử các bạn nhé. Công đoạn của tôi đến đây là xong rồi. Mời các bạn đón xem video của tôi ra mắt vào buổi tối là thử nghiệm cái bẫy này xem nó hoạt động tốt thế nào nhé. Tạm biệt các bạn. Đây ví dụ như là một con chuột nó chui vào đây. Đấy. Rất tốt.